going thing. Không biết các nàng sang nhanh tay luôn quan trọng về vấn đề chăm sóc da mặt của mình và lựa chọn những dòng sản phẩm thực sự là tốt, thực sự là hiệu quả. Và tôi đã lựa chọn cho mình dòng sản phẩm kem dưỡng của nhà Sakura Machi. Dòng sản phẩm này thì thực sự là tuyệt vời. Hãy cùng nghe những chia sẻ của tôi về dòng sản phẩm này nhé. Hello, xin chào tất cả các chị em nhà mình nha. Chị em chúng ta luôn mong muốn sở hữu một làn da căng bóng, mất mịn, trắng sáng. Thì hôm nay hãy nghe tay bật mí cái bí quyết của mình nha. Bí quyết của tay đó chính là dòng sản phẩm kem mỏng lụa. Bạn này thì được nhập khẩu chính ngạch trực tiếp và độc quyền từ Nhật Bản, và không phải là những cái dòng sản phẩm kem trôi nổi ở trên thị trường như mọi người có thể yên tâm để sử dụng nha. Và bản này thì thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, từ hoa lavender, cực kỳ là tốt cũng như là lành tính cho da của chúng ta. Và khi mà chúng ta sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn nha. Và bản này khi mà các bạn mua thì nhớ lưu ý cho tay là có tem chống hàng giả nè, rất là yên tâm luôn. Và dòng sản phẩm này thì thiết kế màu đen rất là sực sờ, đúng không cả nhà ơi, rất là đẹp mắt luôn. Và tay sẽ cho mọi người xem bên trong của sản phẩm nha. Sản phẩm kem mỏng lụa của nhà Sakura Machi thì cực kỳ là tốt luôn mọi người ạ. Dòng sản phẩm này thì nó giúp cho chúng ta là cung cấp độ ẩm này, làm trắng sáng làn da của chúng ta này, giúp điều màu làn da cũng như là giúp cho làn da của chúng ta trẻ hóa, ngăn ngừa được quá trình lão hóa trên da của chúng ta cực kỳ là hiệu quả. Và bạn này thì đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất của Nhật Bản. Ngoài ra thì bạn này không có những cái chất bảo quản này, rồi những cái nguyên liệu kích ứng da của chúng ta, vì vậy khi chúng ta sử dụng thì cực kỳ yên tâm nhé. Nhắc đến tên gọi của bạn này thì các bạn có thể biết là cái chất kem của bạn này rất là mỏng nhẹ và thấm vào da của chúng ta rất là nhanh. Ngoài ra thì cùng nuôi dưỡng da chân sâu cực kỳ là hiệu quả luôn mọi người ơi. Chất kem bên trong thì cực kỳ là sánh mịn, và bạn này thì có một mùi hương rất là thơm mọi người ạ. Bạn này thì còn rất là tiết kiệm chi phí cho chúng ta, bởi vì với dòng sản phẩm này thì có 6 công dụng chỉ trong một sản phẩm, đó chính là sữa dưỡng nè, kem dưỡng nè, toner nè, rồi như mặt nạ nè, còn như là một cái lớp cấp ẩm nè, rồi là dưỡng da cho chúng ta. Vì vậy là chúng ta tiết kiệm rất là nhiều bước khi mà chúng ta chỉ cần sử dụng ngay một dòng sản phẩm kem mỏng lụa của nhà Sakura Machi thôi. Và dòng sản phẩm này ngoài ra còn tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thời gian nữa, bởi vì các bạn cũng biết rồi, phụ nữ hiện đại thì chúng ta còn rất là nhiều thời gian để đi làm nè, rồi là chúng ta lo lắng cho gia đình của chúng ta nè. Với dòng sản phẩm này thì sẽ thay thế những cái bước như là serum nè, kem dưỡng nè, toner nè. Vì vậy thì giúp chúng ta tiết kiệm rất là nhiều thời gian và giúp cho chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những cái việc khác. Và chất kem thì cực kỳ là sánh mịn, và bây giờ tôi cũng sẽ test thử ngay cho tất cả các bạn có thể xem nha. Mỏng nhẹ tự nhiên, các bạn chỉ cần là chấm vào 5 điểm trên khuôn mặt của mình thôi nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ massage đều. Và bạn này khi mà các bạn sử dụng sau một buổi tối chúng ta đi ngủ, sáng ngày mai ngủ dậy thì các bạn sẽ cảm nhận làn da của các bạn là căng bóng hơn, trắng sáng hơn, cũng như là có độ đàn hồi nè. Và làn da của mình như được thay một lớp áo mới rất là đẹp, và làn da của chúng ta như được hồi sinh luôn, cực kỳ là thích. Chỉ cần sử dụng thôi là lại thấy làn da của chúng ta đã căng bóng, mức mịn hơn rất là nhiều rồi nè. Ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng bạn này thì còn giúp cho chúng ta đó chính là ngăn ngừa những cái tác nhân gây hại của mỹ phẩm trên da của chúng ta. Bởi vì bạn này khi mà chúng ta sử dụng trước cái bước makeup thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta như là một cái lớp kem lót ở dưới da, nuôi dưỡng da, bảo vệ da của chúng ta, và giúp cho lớp makeup của chúng ta là mỏng nhẹ tự nhiên, căng bóng và đẹp hơn. Ngoài ra thì bạn này còn giúp da của chúng ta nuôi dưỡng trắng đều làn da, những cái đốm nâu này, tàn nhang, những cái làn da không đều màu thì sẽ được khôi phục, cải thiện và giúp chúng ta sở hữu một làn da trắng sáng, mịn màng, căng bóng tự nhiên nha mọi người ha. Và dòng sản phẩm này thì không có chứa cồn nhiều, vì vậy là rất là an toàn cho làn da của chúng ta. Và ngoài ra thì bạn này còn giúp cho chúng ta đó chính là nuôi dưỡng da cực kỳ là tốt, bởi vì là dòng sản phẩm này rất là phù hợp với làn da của người châu Á, và đặc biệt nuôi dưỡng trắng sáng làn da rất là hiệu quả luôn. Và khi sử dụng bạn này thì các bạn sẽ nhanh chóng có thể cảm nhận được cái hiệu quả của dòng sản phẩm kem mỏng lụa của nhà Sakura Machi nha. Vì vậy tất cả các chị em nhà mình ai mong muốn sở hữu một làn da trắng sáng, mịn màng, căng bóng, một làn da đẹp thì nhanh chóng tham khảo ngay dòng sản phẩm kem mỏng lụa của nhà Sakura Machi. Đây là một dòng sản phẩm cực kỳ là tốt, và chị em chúng ta nhanh chóng tham khảo, tẩu ngay để sử dụng nhé.